Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cảnh tượng hoảng loạn trong vụ tấn công Crimea hôm thứ Bảy. Sevastopol ở Crimea do Mặc Tư Khoa sát nhập đã bị tấn công nhiều lần trong những tháng gần đây. Thành phố này đóng vai trò là trụ sở của hạm đội và là trung tâm hậu cần cho các hoạt động ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc tấn công hôm thứ Bảy 29 tháng 10 có lẽ là cuộc tấn công cường tập lớn nhất của Ukraine. Cuộc tấn công liên tục của Ukraine bắt đầu lúc 4 giờ 30 sáng và kéo dài ít nhất 5 giờ đồng hồ. Những tiếng nổ long trời làm rung rinh thành phố, cùng với những tiếng nổ lớn là những tiếng trực thăng và những tiếng súng nhỏ hơn, cùng với tiếng loa phóng thanh kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Tất cả tạo thành một bầu không khí chiến tranh cao độ, như thể quân Ukraine đang đến rất gần. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko đã tức giận cáo buộc chuyên gia của Anh, những người mà họ cho là có trụ sở tại thành phố Okhachiv, miền nam Ukraine, đã giúp chuẩn bị và huấn luyện Kyiv để thực hiện cuộc tấn công. Igor Konashenko cũng cáo buộc Mỹ theo dõi từ trên máy bay và chỉ đạo cuộc tấn công, mặc dù ông ta không đưa ra bằng chứng nào. Trong một trường hợp khác liên quan đến Vương quốc Anh, nước mà Mặc Tư Khoa coi là một trong những quốc gia không thân thiện nhất với phương Tây, Nga, cho biết cùng một đơn vị của Anh đã tham gia vào các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream vào tháng trước. Một tuyên bố bị các quan chức Anh bác bỏ. Các cảnh quay do Mặc Tư Khoa công bố cho thấy quân đội Nga trên tàu bắn điên cuồng vào những chiếc ngư lôi điều khiển từ xa đang bơi dưới nước, đôi khi cũng được gọi là máy bay không người lái dưới nước, khi nó chạy về phía tàu khu trục đô đốc Makarov, được dùng để thay thế tàu Moskva và soái hạm của hạm đội Hắc Hải. Các loại súng phòng không của Nga, kể cả các vũ khí thông thường, cũng được nhắm lên bầu trời để cố gắng bắn rớt các máy bay không người lái của Ukraine đang tấn công vào một nhà máy nhiệt điện và bộ chỉ huy của hạm đội Hắc Hải. Trên mặt biển, những chiếc ngư lôi điều khiển từ xa của Ukraine có thể được nhìn thấy đang chạy đua đến cảng hải quân quan trọng Sevastopol, là thành phố lớn nhất ở Crimea. Trong khi quân đội Nga trên tàu và trên các trực thăng đang hoảng sợ tìm cách tiêu diệt những chiếc ngư lôi này. Đoạn phim kinh hoàng được quay bằng một camera từ máy bay không người lái cho thấy những vũ khí dưới nước đang lướt qua sóng và né những viên đạn có thể nhìn thấy đang xuyên qua mặt biển. Những chiếc trực thăng sau đó có thể được nhìn thấy đang lao và bắn vào những người Nga tuyệt vọng cố gắng đáp trả cuộc tấn công của những chiếc ngư lôi điều khiển từ xa đang bơi dưới nước. Các trực thăng Nga đã phải dùng đến cả hỏa tiễn để tấn công những chiếc ngư lôi. Các ngư lôi điều khiển từ xa trước đó đã được suy đoán là có liên quan đến vụ nổ cầu Kerch ở Crimea vào ngày 8 tháng 10, một ngày sau sinh nhật của Vladimir Putin. Để đối phó với vụ nổ cầu, Putin đã tung ra một loạt các cuộc tấn công hỏa tiễn trên khắp Ukraine, đặc biệt là tấn công các trung tâm dân sự. Điện Cẩm Linh cũng đã đổ lỗi cho một chiếc Global Hawk RQ-4B của Mỹ bay từ Ý đã bay trên bầu trời Hắc Hải, theo dõi phản ứng của Nga và chỉ đạo cuộc tấn công của Ukraine. Tất cả các dịch vụ phà chở khách đã bị đình chỉ tại cảng chiến lược là sở chỉ huy của hạm đội Hắc Hải của Putin. Cuộc tấn công này đánh dấu những gì có thể là cuộc tấn công táo bạo nhất cho đến nay của Ukraine vào các tài sản hải quân của Nga ở Sevastopol. Đầu tuần này, Razvohayi nói rằng một máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy nhiệt điện gần Sevastopol. Hạm đội Nga đóng tại cảng cũng đã bị máy bay không người lái tấn công hồi tháng 7. Cuộc tấn công diễn ra khi Nga dường như đã từ bỏ việc tấn công Ukraine và buộc phải phòng thủ sau khi quân đội của Putin bị quân đội của Kyiv tấn công. Tình báo Anh hôm qua cho biết, các đơn vị Nga được huấn luyện kém và thiếu quân số đã ngừng tiến công trên hầu hết chiến tuyến trong 6 tuần qua. Bộ Quốc phòng Anh phản đối cáo buộc Anh trực tiếp chỉ huy vụ tấn công Crimea.
Vladimir Putin đã rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do quốc tế làm trung gian sau khi bịa ra câu chuyện rằng Hải quân Anh cho nổ đường ống cung cấp khí đốt Nord Stream và tấn công tàu Nga bằng máy bay không người lái tự sát gần Crimea. Hôm thứ Bảy 29 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cáo buộc Tổng thống Nga bịa đặt những câu chuyện để làm giảm giá trị của việc giải quyết thảm họa đối với cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Điện Cẩm Linh đang rao bán những tuyên bố sai trái với quy mô hoành tráng sau khi các vụ nổ lớn làm rung chuyển một cảng quan trọng của Crimea. Nga đã tuyên bố chấm dứt hành lang ngũ cốc để trả đũa sau khi tuyên bố rằng các tàu mà lực lượng Ukraine nhắm tới có liên quan đến thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc. Nhưng quyết định chấm dứt thỏa thuận của Nga được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng Putin đang tìm kiếm một cái cớ để rút lui và đẩy các nước thế giới thứ ba vào nạn đói như một phần trong nỗ lực gia tăng cuộc xâm lược đang chùn bước của ông ta. Nga gần đây cũng đã chỉ trích thỏa thuận, nói rằng xuất khẩu ngũ cốc của chính họ đã bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Wallace nhấn mạnh rằng, để ngăn cản việc giải quyết thảm họa của họ đối với cuộc xâm lược trái phép vào Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đang sử dụng các tuyên bố sai sự thật ở quy mô hành tráng. Câu chuyện bịa ra này nói lên rất nhiều về những tranh luận đang diễn ra bên trong chính phủ Nga hơn là về phương Tây. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian để mở khóa xuất khẩu ngũ cốc được ký kết giữa Nga và Ukraine vào tháng 7 là rất quan trọng để xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do cuộc xâm lược của Nga gây ra. Thỏa thuận đã cho phép xuất khẩu hơn 9 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine và sẽ được gia hạn vào ngày 19 tháng 11. Trong một tuyên bố trước đó, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko cho biết, trước hành động khủng bố do chế độ Kyiv thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia Anh chống lại các tàu của hạm đội Hắc Hải và các tàu dân sự liên quan đến an ninh của các hành lang ngũ cốc, Nga đình chỉ việc tham gia thực hiện thỏa thuận xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine. Điện Cẩm Linh hiện đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào thứ Hai sau vụ tấn công. Phản ứng của bọn cầm quyền Tây Sai Nga tại Crimea. Mikhail Razvohayi, thống đốc Sevastopol do Mặc Tư Khoa dựng lên, cho biết vụ tấn công bằng ngư lôi điều khiển từ xa dưới nước là vụ tấn công quy mô lớn nhất mà bán đảo từng chứng kiến. Các dịch vụ của thành phố đang trong tình trạng báo động, nhưng ông khẳng định không có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị hư hại. Chính quyền thành phố cho biết bến cảng tạm thời đóng cửa đối với tàu thuyền và phà, đồng thời khuyến cáo mọi người đừng hoảng sợ. Các cuộc tấn công vào Crimea được Mặc Tư Khoa sắp nhập vào năm 2014 đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Kyiv thúc đẩy một cuộc phản công ở phía nam để chiếm lại lãnh thổ do Mặc Tư Khoa nắm giữ trong nhiều tháng. Các nhà chức trách do Mặc Tư Khoa thành lập ở Kherson, ngay phía bắc Crimea, đã tuyên bố sẽ biến thành phố này thành một pháo đài, chuẩn bị cho một cuộc tấn công không thể tránh khỏi. Razvohayi cho biết một nhà máy nhiệt điện đã bị tấn công ở Balaklava, trong một khu vực Sevastopol. Ông khẳng định chỉ có thiệt hại nhỏ và không có thương vong. Các tàu chiến ở Hắc Hải của Nga buộc phải chiến đấu với lực lượng Kyiv trong một cuộc tấn công mà Bộ Quốc phòng Nga coi là cuộc tấn công khủng bố. Mặc Tư Khoa tuyên bố rằng họ đã phá hủy 9 máy bay không người lái trên không và 7 chiếc ngư lôi điều khiển từ xa bơi dưới nước. Mikhail Razvohayi, thống đốc Sevastopol của Nga, cho biết vụ tấn công vào đầu giờ sáng không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thành phố, nhưng sau đó Bộ Quốc phòng thừa nhận rằng ít nhất một tàu bị thiệt hại nhẹ. Razvohayi nói, không có thiệt hại nào được báo cáo trong thành phố, tình hình đang trong tầm kiểm soát, tất cả các dịch vụ phản ứng nhanh đều ở trạng thái sẵn sàng. Ông nói thêm, một ký túc xá sinh viên tại một trường cao đẳng nghệ thuật gần cảng đã chứng kiến một ô cửa sổ bị nổ tung nhưng không gây hại gì. Razvohayi cầu xin người dân địa phương không đăng đoạn phim về các cuộc tấn công, tuyên bố rằng nó có thể hỗ trợ chế độ Kyiv. Một yêu cầu lớn là dừng viết những gì bạn đã thấy và nghe được và không tải video lên. Mọi người cần phải hiểu rõ rằng những dữ liệu đó là rất cần thiết đối với phát xít Ukraine để hiểu được cách bố trí phòng thủ thành phố của chúng ta. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản việc cư dân báo cáo về những vụ nổ xảy ra. Một người cho biết, sáng nay thức dậy, thấy có tiếng nổ,
chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây. Tiếng nổ mạnh đến nỗi các cửa sổ trong căn hộ rung chuyển. Người dân cho rằng những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển nhà cửa của họ, trong khi khói đen bốc lên từ khu vực bến tàu. Mặc dù Ukraine chưa xác nhận các cuộc tấn công này, nhưng các nguồn tin của Kyiv khẳng định rằng một số tàu Nga thuộc hạm đội đã bị nổ tung, trong đó có soái hạm đô đốc Makarov. Trước khi Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga nói, cần nhấn mạnh rằng các tàu của hạm đội Hắc Hải bị tấn công khủng bố có liên quan đến việc bảo đảm an ninh của hành lang ngũ cốc như một phần của sáng kiến quốc tế để xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine. Anh phản bác mạnh mẽ những tuyên bố cho rằng nước này có liên quan trong vụ tấn công và nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng Nga đang dùng đến việc rao bán những tuyên bố sai sự thật ở quy mô hoành tráng. Người chắt gái của Khrushchev nhận định Nga đang chuẩn bị cho điều gì đó rất thảm khốc. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia preparing for something disastrous, Khrushchev raised granddaughter. Nghĩa là chắt gái của Khrushchev nhận định Nga đang chuẩn bị cho điều gì đó rất thảm khốc. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Người dân Nga đang chuẩn bị cho một điều gì đó rất thảm khốc. Chắt gái của cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đưa ra lập trường trên khi nỗi lo sợ tiếp tục gia tăng về những gì Tổng thống Vladimir Putin có thể làm tiếp theo trong cuộc chiến ở Ukraine. Nina Khrushcheva, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại The New School ở New York, nói với chương trình Today của BBC Radio 4 hôm thứ Sáu rằng sự lo lắng của người Nga khi chờ đợi các bước tiếp theo của Putin là có thể cảm nhận được. Cô ấy hiện đang ở Nga và nói rằng các cuộc trò chuyện gần đây về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân đang thúc đẩy người dân sẵn sàng đối phó với khả năng xảy ra như vậy. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nhu cầu về thuốc kali iodua đã tăng vọt. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, iốt kali có thể giúp ngăn chặn việc tuyến giáp hấp thụ iốt phóng xạ. Iốt phóng xạ có thể được thải ra môi trường trong một số trường hợp khẩn cấp do bức xạ và xâm nhập vào cơ thể qua đường thở hoặc đường ăn uống. Các hãng thông tấn địa phương của Nga cũng đưa tin nhu cầu về hầm trú bom cá nhân ngày càng gia tăng. Xã hội đang trở nên tuyệt vọng hơn, Khrushcheva nói. Cô ấy nói thêm rằng, người Nga đang tê cứng trong tuyệt vọng vì họ không biết ngày mai sẽ ra sao. Những lo ngại về hạt nhân đã lan truyền kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, nhưng Putin đã tăng cường những lo ngại đó khi ông nói trong một bài phát biểu vào tháng trước rằng ông sẵn sàng đáp trả những gì ông cho là tống tiền hạt nhân từ phương Tây bằng cách sử dụng vũ khí của đất nước ông. Ngoài ra, sau khi Nga gần đây cáo buộc Ukraine lên kế hoạch triển khai bom bẩn trên lãnh thổ của mình và sau đó đổ lỗi cho Nga, các nhà lãnh đạo phương Tây đã bác bỏ cáo buộc và cảnh báo rằng chế độ của Putin có thể cố gắng sử dụng nó như một cái cớ để leo thang. Và hôm thứ Tư, Putin đã giám sát các cuộc tập trận với các lực lượng hạt nhân chiến lược của ông, bao gồm việc phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Yaz có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bất chấp những hàm ý từ những lời lẽ và hành động gần đây của Putin, Tổng thống Nga hôm thứ Năm nói rằng không cần thiết về mặt chính trị hoặc quân sự đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Điện Cẩm Linh nói với Newsweek trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng các cuộc đàm phán hạt nhân không phải được làm nóng từ phía Nga mà là bởi Mỹ và Âu Châu. Tuy nhiên, người Nga vẫn chưa thể loại bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng của họ. Theo Khrushcheva, bà nói trên BBC Radio 4 Today rằng Putin có thể sẵn sàng chiến tranh trong một ám chỉ rõ ràng về sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột ở Ukraine. Newsweek đã liên hệ với Điện Cẩm Linh và Khrushcheva để đưa ra bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus.
ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.